Này Thoại Sơn, xuất xứ Thoại Sơn đó cô. Dạ. Mình bán đây được bao lâu rồi cô? 10 năm không vậy. À. Vậy cũng bằng chị Yến chè. Ngoài bánh canh mình còn món gì nữa không cô? Con chụp cái bảng trời ơi. Lên nồi nó sôi thấy ngon quá. Dạ. Cái bảng đó mình chụp nguyên cái bảng. Dạ. Quán này chắc đa số là mấy em sinh viên nhiều không cô hả? Ừ, sinh viên không. Cô bán rẻ, bán 15 giờ. Dạ. Vậy này rất là đông. Một trà đá luôn. Tép là mình ăn với món gì vậy cô? À, bánh canh tép. Cái này là cô á cô. Ờ, nhìn hấp dẫn quá rồi. Nhìn hấp dẫn. Dạ. Nhìn cái nồi nước hấp dẫn quá. Đây là bánh cơm. Thank you.